Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy Family. Cuộc sống hiện tại đang ở Việt Nam. Thì như mọi người đã biết thì bây giờ chồng Ngọc là anh đi về Mỹ rồi. Nên là bây giờ chỉ có Ngọc với lại anh Bảo với lại Tùng bữa nay là đi ra cái chỗ Sài Gòn Center này để đi ăn ở một cái quán pizza là Ngọc nghe rất là nổi tiếng do một người Nhật làm. Mà ăn là nói chung là nghe ngon, là ngon bánh nóc luôn á. Thì hôm nay là Ngọc muốn ra ăn thử để review cho tất cả mọi người cùng xem là cái pizza này nó ngon như thế nào, nó ngon như cái lời đồn như thế nào, để Ngọc có thể giới thiệu đến tất cả mọi người đi ăn một cái địa điểm ngon nữa của Việt Nam mình. Thì xin mời tất cả mọi người cùng theo chân Ngọc đi lên nhà hàng Sài Gòn Center nha. Mọi người ơi, bây giờ cái chỗ mà pizza 4B này thì nằm ở trên lầu 6 của Sài Gòn Center. Lần đầu tiên Ngọc đi vô cái chỗ này, các bạn đừng quên Ngọc cũng đi ra mấy chỗ Sài Gòn gì đâu, tại vì nó rất là xa cái chỗ mà Ngọc ở, nên là để dẫn mọi người đi vòng vòng. Mình thấy là sofa vô đây mà bán rất là nhiều đồ hiệu rồi trang trí Noel rất là nhiều. Các bạn có bán mấy cái lầu này, có bán đồ nè, giờ giày đang giảm giá nè, 50% luôn nè, New Balance. Các bạn thì Ngọc thấy lên tới lầu 5 là hình như là cái lầu mà ẩm thực của cái Sài Gòn Center hay sao, là thấy bán đồ Nhật, đồ Tàu, rất là nhiều loại đồ ăn luôn á, lầu 5 của Sài Gòn Center. Thì các bạn ơi, cái mà 4P Pizza ở bên cái cơ sở của Sài Gòn Center thì hiện tại là không có chỗ ngồi, nên là Ngọc đã được gọi qua cái cơ sở của Bến Thành, là cách ở đây rất là nhanh để đi bộ qua. Thì cơ sở đó thì rất là may mắn là có chỗ ngồi, nên bây giờ Ngọc, Tùng với anh Bảo sẽ đi qua cái cơ sở đó để ăn. Đây là các bạn, thì đây là cái chi nhánh 4P Pizza ở số 8 Lê Thủ Khoa Hưng. Thủ Khoa Huân. Đúng rồi. Ngọc đi ngang không hề biết đây là quán pizza luôn các bạn. Các bạn coi cái thiết kế ở ngoài nè. Thì bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo chân Ngọc nha. Dạ em có hẹn. Thế các bạn, thật sự là cái thiết kế của quán rất là độc đáo luôn các bạn. Nhìn thì như một cái ngôi nhà cũ kỹ vậy đó. Đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành. Đối diện với cửa Bắc của chợ Bến Thành hả? Đó, ngồi đây là thấy chợ Bến Thành không nè. Thì đây nè các bạn, cái nguyên nhân mà tới cái quán này ăn á, là Ngọc nghe là cái quán này là rất nổi tiếng về làm bánh pizza, mà cái người mà sáng lập ra là do một cái người Nhật. Mà nghe rất là lạ là tại sao thường thường pizza là đến từ Ý, đến từ những cái nước nổi tiếng như là Ý mà. Nhưng mà tại sao người Nhật lại làm ra một cái pizza mà nó ngon, nổi tiếng như tới mức độ vậy, mà có rất là nhiều người nước ngoài vô đây ngồi ăn, và kể cả người Ý đã vô đây ngồi ăn luôn rồi, mà người ta còn khen là cái bánh pizza này rất là ngon luôn. Nên là Ngọc rất là háo hức để thưởng thức cái bánh pizza này. Rất là tiếc là chồng Ngọc anh không có thể thưởng thức được, tại vì cái thời gian quá gấp rút rồi, không có thời gian để đi nhiều á, nên là không có thể dẫn anh đi ăn thử cái bánh pizza này được, thì chắc phải hẹn ảnh lần sau thôi. Thì cái ly nước mà Ngọc kêu ra gọi là mojito gì đó, thì đây là một cái dạng người ta nói là cocktail, nhưng mà không có cồn. Người ta đưa ra một cái ly nước có cái gì ở dưới, rồi có một cái này, có một cái sprite kế bên để uống thử coi như thế nào. Phải quậy lên. Wow,
rồi có cái mùi của chanh lạ ta bảo gừng chanh xả gừng chanh là xả bỏ thử ra cả nhà lá này lá ấy mà lá gì cung quế đấy lá nó bạc ngà đó lá lá ừ không phải lá bạc ngà mà là lá rau gì đó rau húng chanh thêm cái rye nữa nên là nó lạ cả nhà không có thấy đâu ra nó nhiều ghê cái cổ nó hơi cay cay đúng không như có mùi quế nữa cũng rồi lạ lắm có mùi gần mùi quế ngon ngon ngọc nhớ cái kẹo gì mà có cái hương quế không cái gì hương quế đây nè các bạn ơi thì cái bánh pizza đầu tiên đã ra đây ở trên này thì Ngọc thấy có thịt xông khói nè có lá rau spinach rồi ở dưới là những cái pizza cái bánh pizza này thì Quỳnh rất là thích tại vì nó mỏng quá bảo nó không có dày còn ở trên đây là một cục cheese rất là lớn luôn thì Ngọc không biết là phải như thế nào đây ta phải chảy cheese bảo anh bảo làm đi bảo phải vậy không à, hên xui hai lúa mà cho đi ăn pizza này là thấy thua rồi đó thì chắc vậy quá trời cái này mà có chay là xong xuôi luôn cô chú ơi chay ra mát thì phải ăn nóng nó mới ngon bây giờ Ngọc sẽ ăn thử pizza này trước wow rất là mỏng luôn xin mời tất cả mọi người nghe thử cái pizza còn nóng hổi luôn tại vì ở dưới có cái lò người ta nấu á béo ấm ấm giòn giòn nóng à bơ béo tan chảy trong miệng ra thơm mùi wow thật sự là anh rất là thích luôn á wow với lại mấy cái phần này nó không có dày nó có làm cho mình bị ngán với tất cả những cái bạn mà tính đồ mà ăn pizza với lại thích ăn phô mai đây là một cái sự lựa chọn rất là hoàn hảo bây giờ các bạn thử cái này nha rồi bây giờ là tới anh Bảo thử cái miếng này nè anh Bảo nãy xịt cái sriracha vô hả tương ớt vô chở cay cay đó ở tabasco chứ cho mình xin một cái cảm nhận đi sao béo béo mà thơm với mùi này như cá mùi cá mùi cá hả như cá là thịt tâm thịt thông khói mà nước cá mà không biết là cái gì mà không biết nè các bạn ơi kế bên cái bánh pizza người ta có một cái này nè là cái mật ong để người ta đổ lên cái bánh pizza mà Ngọc nói chung là Ngọc nào giờ Ngọc quê mùa quá Ngọc đâu có biết đâu nó nói thiệt đúng luôn đó phải đổ lên về ăn mới đúng bởi vậy nghĩ sao mà ăn đi ăn pizza với mật ong mà nào giờ tôi không hề biết ăn thử đi bảo quá là quê mùa thì các bạn ơi thiệt không thiệt còn quê lắm mình còn quê dữ lắm luôn á dạ cảm ơn ồ xì bà nghe đi nè sao thấy không bỏ cái mật ong vô ăn xong nó béo thơm mà nó ngon như cái mùi bánh mì chấm sữa vậy phải không đúng rồi ngon ủa vậy hả bất ngờ vậy thiệt đúng rồi dân quê mùa thiệt chứ thì anh Bảo á anh mới đổ lên thì anh nói là ăn giống như bánh mì chấm sữa Ngọc nghe Ngọc nói Ngọc thấy hay quá thôi Ngọc đổ thêm chút nữa đúng quê ơi trên mấy dạng bánh này nè thôi đi cái bánh về sau cầm rồi đó bóp lại nga ngộ ha tự nhiên cái bánh pizza mà đi đổ mật ong lên lạ không ăn vậy mà khen ngon ngon cái này ngon à đúng không wow lạ thiệt mà nó béo mùi của khoai tây ấy gì của chi á của mai á
ta là gọi là cái dân YouTuber mà ta nói đi ăn không biết gì đâu làm y như là đi review đồ ăn cho người ta mà y sợ lộn cái pizza này. Xin mời tất cả mọi người nha. Bị dính nhau quá. Bị dính quá. Cái này là một cái khác. Cái này là cái này mà theo tao ăn quen rồi đó. Tao thích nó có thêm cái xương gà với xương ớt. Nó đậm vị hơn. Cái này mình chỉ cho cái Tabasco này vô thì nó chỉ có hơi cay cay với chua chua thôi chứ nó không có không có cái độ mặn mặn. Đúng không? Nó hơi chua chua ấy thôi chứ nó so với cái bánh mì chấm sữa thì không bằng. Không, cái bánh mì chấm sữa ngon hơn. Ngon hơn. Đúng không? Bánh mì chấm sữa ngon hơn này. Nhưng mà tùy theo cái mỗi người thích ăn không. Con này hơi bự nè. Mày hơi bự làm cho mình ngán nè. Muốn chi thì hơi nhiều. Này chỉ có thánh ăn chi chay nó ăn nổi. Bây giờ anh Bảo sẽ ủa nó không xình điệu mà sao cứ sấy mì rồi gì vậy hả? Mì được. Ủa người ta có cho mình đĩa không? Không có cho vậy thôi. Không. Ồ mì này là ở trong đây là Ngọc thấy có. Các bạn trong đây có thịt cua nghe các bạn. Cua hả? Có thịt cua á. Rồi để anh gấp luôn nha. Rồi gấp đi. Xìa xìa. Rồi. Sao? Trên đã tuyệt vời. Rồi gắn ở cúp ấp. Dạ là mà mì là cái nhà nhưng mà Bảo mới phát hiện ra. Phát hiện gì ạ? Chất ở chất. Cái mùi hải sản. Tại sao? Sốt hải sản rất là thơm. Tại vì cua mà. Đúng rồi nhưng mà mình sắp sốt kèm mình nghe được cái mùi hải sản luôn á. Giờ mình thử coi nó vừa không nha. Nó rất là béo. Béo lắm luôn phải không? Béo lắm. Béo cái mùi cua không mai là cái cua. Có thịt cua, cũng như có gạch cua. Ủa có gạch cua trong đây hả? Có cái mùi của gạch cua. Cái này Bảo thì nó thích thêm một xíu tương ớt của mình á. Bảo lúc nào cũng khoan tương ớt á, thấy cái gì cũng thấy tương ớt. Thì tương ớt lại thành ra Việt Nam rồi. Thì vậy đó. Thôi mốt mốt đi đem theo chai nước mắm luôn nha. Được, ở này mật ong với. Cái đó là chili oil là dầu ớt. Dầu ớt, Tùng ăn thử đi Tùng. Đây bây giờ tới lượt Ngọc thử nha mọi người. Xin mời tất cả mọi người nha. À đúng không, đúng không? Đúng là cái mùi cua rất là đậm đà. Rất rất là béo. Cộng mì dai. Đủ vừa, độ cứng, vừa đủ, phải, đủ phải. Độ cái không cây cua mì rồi. À, ăn thử miếng cua nè. Hả, đây đang có miếng cua nè. Thử miếng thông nè. Tan trong miệng luôn. Nó làm như nhiều cua lắm. Nó lại, nó tan miệng luôn, nó không có. Không có cảm giác mà mình đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Miếng cua hòa tan trong miệng. Đây này miếng cua nè mọi người. Nó mịn ha. Mịn trơn nè. Giống như xay dầm mát là mình ăn vậy là vừa no luôn thôi chứ ra hai cái rồi hai cái mà bốn mình miếng nhiều quá chứ mà ít đâu. Bảo là thấy phải chí cái mì phải không? Này ngon. Bảo thích mì nè. Bảo anh mới mới đầu vô cái nhà biết sao mới đầu vô cảm giác nó lạc lạc không có được nó không hợp khẩu vị mình lắm nhưng mà mình càng ăn vào á càng về sau cái hậu á
nó càng đậm, nó làm cho cái ngay cô học nó càng đậm đậm đà cái đường chua. Ăn cảm thấy là rất là ngon. Nhưng mà sau 3 miếng chốt lại là thích cái nào nhất? Bánh mì, bánh mì trong sữa nhất phải không? Tần sao? Tần thích này nhất hả? Phải không? Chị Ngọc, chị Ngọc, Ngọc, à, Ngọc cũng thích bánh mì trong sữa nhất luôn. Bởi vì tao mày mới ăn em được. Phải không? Cái này không thích hả? Kỳ ha, cái này chắc mình ăn kỳ kỳ sao? Không có vị, không có ngọt, không gì vậy, nhưng mình thích ngọt. À. Bạn thật sự là nãy giờ Ngọc order cái này Ngọc cũng không biết giá tiền nó là bao nhiêu luôn á. Bây giờ Ngọc sẽ chờ để coi ra cái giá tiền sẽ là bao nhiêu để Ngọc nói cho tất cả mọi người cùng xem. Đây thì đây là cái giá tiền của cái những cái bánh pizza nè. 280, 390 rồi 225. Bánh mì chấm sữa. 390 là cái này nè, 390 là cái này nè. Bánh mì chấm sữa là 280. Còn mà cái mì á là 225. Rồi mấy lên nước, nước thì 42.000, rồi Coca-Cola thì 28.000 một lon. Thì giá tiền tổng cộng là người ta có tính thuế VAT, là cái thuế tính cái tiền tiếp luôn rồi đó các bạn. Là tổng cộng 1.092.000 đồng cho cái bữa ăn hôm nay, là cỡ chừng khoảng 45-50 đô đó các bạn. Rồi ai trả đây?